Con người chúng ta khi nghĩ về gia đình đều có những ký ức thật đẹp, thân thương, vì gia đình luôn là nguồn động lực và yêu thương chúng ta vô điều kiện. Bằng Cường cũng từng có một gia đình với ngập tràn tiếng cười. Ba mẹ luôn cưng chiều và yêu thương Bằng Cường hết mực. Có thể nói, khoảng thời gian đó mình hầu như không thiếu thốn một thứ gì, từ vật chất cho tới tình cảm gia đình. Alo? Hả? Thế nhưng, cuộc sống này không phải lúc nào cũng như mình mong muốn. Rồi một ngày điều gì đến cũng đã đến, các biến cố xảy ra một cách bất ngờ. Trong lúc Bằng Cường cảm thấy mình là người hạnh phúc và may mắn nhất khi có tất cả. Nhưng rất tiếc, niềm hạnh phúc ấy diễn ra chẳng được bao lâu. Và trong ký ức của một cậu bé chỉ mới tầm 12-13 tuổi, vẫn còn ngây thơ và chưa đủ trải, chưa đủ thấm hai chữ cuộc đời. Số phận khắc nghiệt đã khiến Bằng Cường phải bước ra đời trong một tâm thế đầy hoang mang. Một cuộc sống mà mình bắt buộc phải làm quen với sự tự lập, sẽ không còn sự bao bọc từ gia đình. Tất cả đều chỉ dựa vào chính bản thân mình, ngay từ khi còn quá bé để có thể tự gánh vác tất cả. Vậy nhưng, số phận không chỉ dừng lại ở việc bắt mình phải trưởng thành, mà số phận còn mang đi những người yêu quý nhất trong cuộc đời của Bằng Cường. Có những khoảng thời gian, xung quanh chỉ toàn bóng đen, và dường như không có lối thoát. Mình vùng vẫy một cách tuyệt vọng, nhưng cũng không có cách nào để có thể thoát ra. Bằng Cường đã từng oán trách cuộc đời vì dành cho mình một số phận nghiệt ngã như thế. Hàng ngàn câu hỏi tại sao hàng ngày cứ vang lên trong đầu. Giá mà cuộc sống này nhẹ nhàng hơn với mình, giá mà mình không cô độc như bây giờ. Và trong áp lực thì sẽ tạo nên kim cương. Khi người ta ở dưới đáy thì việc duy nhất có thể làm đó là đi lên. Quyết định ra đi không phải là để trốn tránh quá khứ, mà là khi ta đủ dũng khí để viết tiếp cuộc đời. Bằng Cường quyết tâm phải thay đổi số phận. Mình lao vào với việc mà mình giỏi nhất, đó là sáng tác và ca hát. Mình cũng từng thất bại rất nhiều và cũng từng tuyệt vọng. Nhưng những gì cùng cực nhất trong cuộc sống mình đã từng trải qua, thì tất cả những gì sau này cũng không là gì đối với mình nữa. Thất bại thì mình lại đứng lên đi tiếp. Ngã ở đâu thì đứng lên ở đó. Ngay cả bản thân mình còn không đặt niềm tin cho mình thì ai còn có thể tin mình được đây. Dù trong khó khăn, nhưng Bằng Cường luôn luôn kỳ vọng và tin chắc rằng một ngày nào đó mình sẽ thành công. Trong một đường đua, quan trọng nhất là giây phút bứt phá. Nhưng trước đó, chúng ta phải có một tinh thần và sức khỏe bền bỉ để duy trì cho tới khi dùng hết sức về đích. Bằng Cường đã tự chạy đua với chính mình, đã tự vượt qua những khó khăn mặc cảm, những lúc mất lòng tin, những khi muốn bỏ cuộc vì vô vàn khó khăn bao vây. Cuộc đua với chính bản thân chưa bao giờ là dễ dàng.